Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với TV. Anh em mình vừa đi câu được hai con quái vật sông Nin mọi người ạ. Quái thú ấy à? Đây là hai con rô phi siêu to khổng lồ nhé mọi người nhá. Nó con này phải gọi là cá chim chứ anh ơi. Một con này nó rơi vào độ tầm 3,5 cân nhá. Để một con cá rô phi mà tự nhiên mà to được như thế này thì cực là hiếm nhá mọi người nhá. Thôi con này hơn chục năm anh nhỉ. Bây giờ cứ cho nó vào để mổ một thịt nó đã. Mình chưa từng thấy được con cá rô phi nào nó to như này mọi người ạ. Anh ơi, hay là để dùng cái vảy của nó chiên như kiểu là cá trắng đen đây. Mình từng nghe kể về những cái con rô phi 7-8 cân nhưng mà chưa bao giờ được chiêm ngưỡng. Chỉ con này nó rơi vào độ tầm 3,5 cân thôi nhé mọi người nhé, là quá khủng so với lại một con cá rô phi ở trên mình rồi. Nếu mà nó là người ấy nhỉ thì con này nó phải rơi vào độ tầm ba tạ rồi đấy. Thế này làm món gì nhỉ? Mọi người thích ăn món gì về cá rô phi này? Mình sẽ có được để nguyên tất cả nhé. Con đấy xem mình rồi. Đánh vài mũi đã. Đây là hai em gọi là cá to rô phi. Hai con này phải thuộc hạng lão đại nha mọi người ạ. Anh em mình thịt ra đây nhá mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ nướng một cách khá là đặc biệt. Từ bây giờ mình sẽ ướp ra, tí nữa sẽ cho mọi người biết. Ủa, cái bọn ruồi mũi này nhỉ. Bây giờ đang cái mùa sinh sản của ruồi thế nên là hơi nhiều thôi, mọi người thông cảm một chút. Ai mời đâu mà bọn mày cứ đến nhỉ. Bây giờ phải rạch đây để ướp cho nó ngấm đã. Nam ướp con kia đi. Rồi. Đây găng tay này. Đưa em găng tay đâu. Úi còn cá lá. Đấy, rạch nó ra cho nó ngấm gia vị. Riêng con này mình sẽ ướp siêu cay để nướng ở tầng bên dưới nhá mọi người nhá. Con của Mao Đệ sẽ là nướng bình thường, nướng hành ớt hành thôi. Cái con cá này nó to ấy, mình sợ vào cái cục thịt của nó đó, cứ cứng kiểu sật như kiểu là cá chép giỏi ấy, chép giỏi. thấy siêu cay của mình chưa? Ui cha. Đấy. Anh ướp thế ai mà ăn được? Được, ngon mà. Cay lắm. Ngon ấy. Đó, một con sẽ siêu cay và một con nướng bình thường nhá. Tí nữa là đặt lên kia xong anh em mình úp thùng phi lên để đốt đấy. Chứ không phải là nướng theo một cách bình thường đâu nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ thử ướm con cá lên xem thế nào nhá. Rồi, ui rồi. Sinh ra là dành cho nhau luôn mọi người ạ. Thấy chưa? Ok không? Ai xa. Đấy, mình thiết kế quả này hơi bị ác đấy. Giống kiểu cái giá đỡ cỗ ấy nhỉ mọi người nhỉ? Không? Đấy, cho lên, cho nó cay. Wow, tấm ướp ra. Ngon ơi là ngon luôn. Xong chưa? Của mày xong chưa? Xong rồi. Em, ướp thế này. Ướp ít đấy. Thế này thôi, nào, xong rồi ngấm. Lật mặt kia xuống, lật mặt kia. Đấy, chít vào những cái lỗ này này, đấy, viết nốt vào, chít vào đấy. Đấy, xong nào, đặt lên đây đi. Xong chưa? Đặt lên đây, con này ở trên thì nó sẽ, lửa nó sẽ ít hơn nhá, nào kéo dỡ. Đặt đúng như anh ấy, đặt đúng như anh, cái đầu nó ra đây này. Cái đít nó bên này này. Đấy, nhưng mà nó to quá. Được chưa, ổn không? Quá. Đấy, mọi người thấy ổn không? Sẽ nướng một cách đặc biệt như thế này nhé mọi người nhá. Bây giờ sẽ úp cái thùng phi vào. Mày vào lấy cái nắp của thùng phi. Thùng phi của mình và thủng, thế nên là mình sẽ làm một cái nắp để tức là không như kiểu úp nồi nhá. Úp nồi thì mình phải căn thời gian để xem bao giờ chín, nhưng mà riêng mình hôm nay mình úp thùng phi này là sẽ mở được ra xem nó chín chưa. Đấy, để cho nó ngon nhất có thể nhá mọi người nhá. Đâu anh ơi? Hả? Ở tít trong chuồng lợn đấy. Ôi.
Ây da. Ok. Đấy, mọi người thấy ok chưa? Sẽ bắt đầu đậy vào và bắt đầu nướng nha mọi người nhá. Mọi người tin tưởng rằng anh em mình sẽ thành công với cái món cá nướng gọi là cá nướng tầng này của anh em mình nhá. Mình chưa nghĩ ra cái tên nào thích hợp, gọi nó là cá nướng cá Úc thường phi đã cho mọi người xem lại lần cuối này. Cảm ơn gạch. Trời ơi, nó lại ảo hết cả siêu phẩm đấy. Thấy chưa, ở dưới, tầng dưới là cá siêu cay, tầng trên là cá hay hay. Cá này còn là thích cái văn thơ. Thôi để mình châm ngòi luôn. Siêu cay và cá siêu ngon. Nào, đôi lửa lên em. Châm ngòi nhé. Mình nghĩ là cách thức này mình nướng cũng khá là nhiều, nhưng mà úp xuống dưới chứ mình chưa làm tầng bao giờ. Nên là khéo làm tầng như thế này mình nghĩ là nó sẽ ngon, tại vì nó sẽ cái hơi nóng ấy nó sẽ đốt cả dưới lẫn trên xung quanh tất tần tật đấy, thì nó sẽ chín đều hết. Mình chỉ sợ là cái con ở dưới nó chín trước nó lại cháy, mà con ở trên nó chưa chín hẳn thôi, chứ còn mình nghĩ là sẽ thành công đấy. Mọi người cho một like để xem tí nữa xem cá nướng siêu khủng của anh em mình. Em nghĩ là cái con cá trên ngon hơn. Em không thích ăn cay gì đâu, nó sẽ rẻ lắm. Tí nữa mọi người cứ chờ đón anh em mình nhá. Được 30 phút rồi mọi người ạ. Bây giờ anh em mình sẽ xem thành quả của anh em mình xem có ok không nhá. Xem thành công không. Em nghĩ là chắc chắn chín rồi đấy anh ạ. Không. Bây giờ là thử cái lợi của cái này, cái là mình có thể xem được là chín chưa, và đấy để mình có thể nướng tiếp hoặc là cho ra luôn. Mùi thơm. Bắt đầu thơm thơm nhỉ anh nhỉ. Chưa chín à, nó dày quá. Chưa chín. Tuyệt vời nha mọi người nhá. Con này nó hơi to, con dưới thì không thăm được. Ui, con dưới nhìn trông đỏ rực ra rồi. Con dưới nó ớt. Thôi được. Tiếp tục ninh nhá mọi người nhá. Quả này chắc là chín rồi mọi người ạ. Mọi người thấy cái hơi nóng của nó bốc, nó phọt ra chưa? Em chỉ sợ cháy thôi anh ạ. Ấy, cái gì lông phết rồi. Ui, thơm. Mọi người thì cứ có người đánh thịt tao mà. Ui chết cha chạy. Anh ơi, nhưng mà bây giờ lấy ra kiểu gì? Ui nhờ. Lấy nước. Đây, để em lấy nước. Lấy nước. Bây giờ phải giải quyết lửa đã nha mọi người nhá. Bây giờ, tại vì cái này nó quá to nên anh em mình không cẩu được ra rồi ạ. Quên mất là lúc mình cho ra. Quên là đến lúc nướng chín là phải lấy thùng ra. Mọi ngày trước là mình sẽ làm một cái cẩu để cẩu nó ra đấy, nhưng mà quên mất. Hôm nay vội. Quên. Con cháy. Bao giờ mày như vậy đấy. Hay là để em đi nhờ sự giúp nha nhé. Từ từ cho nó nguội đã. Cái thùng này nó cao gần vào hoa đại ca rồi kìa. Chẳng nghĩ là anh không nhấc rồi kìa. Đây nè. Một tí đây. Tự tin này nè. Ôi thôi. Cái gì đấy? Nó gãy cả cây. Rơi cá chưa? Cứ nhấc lên nè. Anh thường rơi cá. Từ từ. Thế rồi, rơi cá là chết rồi đấy. Cái gì dưới chứ. Lấy mâm ra đây đi. Anh nhấc một phát ra là phải nhanh tay mọi người, ông nó gãy cây ở dưới rồi. Ai da! Ai da! Ui da! Ui da! Ui da!
lấy cái mâm nữa, lấy cái mâm nữa. Thìa, các kiểu đũa, các kiểu nó gãy hết cả cây rồi mọi người ạ. Ui, nhìn con này này. Trời ơi, thấy chưa, nhìn nó ngon chưa. Ui, chà. Con trên này cũng ngon này. Quá tuyệt vời luôn mọi người ạ, thành công rực rỡ luôn. Rực rỡ luôn. Bây giờ phải lấy nó ra kiểu gì đây. Một siêu phẩm đã ra lò. Rồi. Quá đỉnh. Đây nhá. Cho mọi người xem mặt dưới của nó. Wow. Wow, thấy chưa? Ổn chưa? Ok chưa? Mặt dưới đó, mặt dưới đấy nhá. Wow, đấy. Nào, một siêu phẩm. Một nhóc trong đây. Nào, tiếp tục siêu phẩm thứ hai nhanh lên. Siêu phẩm này là siêu phẩm siêu cay nhá mọi người nhá. Một nhóc nữa. Đây là siêu kinh điển luôn. Ui. Rồi. Đây là siêu phẩm thứ hai mang tên Zofi siêu cay. Siêu cay luôn mọi người ạ. Đấy, bây giờ sẽ bỏ cái phần cháy cháy này đi. Cô thôi kệ nó. Nào. Đấy, cho mọi người xem mặt dưới nhá. Wow, ôi, hơi cháy một chút. Nhưng không sao nhá mọi người nhá. Hơi chỉ là hơi cháy thôi. Chỉ là hơi cháy thôi. Đó. Nào. Lên lên, thử trước, thử trước. Lên chén đi anh ơi. Đây là hai siêu phẩm cá của anh em mình nhá mọi người nhá. Tuyệt vời luôn. Đấy, đây là con siêu phẩm cá siêu cay nhá mọi người nhá, Zofi siêu cay. Đây, mọi người thấy ok không? Quá là đẹp, quá là tuyệt vời nhá. Nó giống kiểu con cá chỉ vàng ấy nhỉ, khổng lồ ấy. Đây là siêu phẩm Zofi nướng hành ớt hành. Đấy. Đấy, ngon chưa? Wow, bây giờ anh em mình sẽ thưởng thức. Bây giờ thưởng thức con nào trước? Con này trước đi. Thưởng thức con kia đi. Ở đây. Con đẹp. Đây nhá, mọi người nhìn thịt nó đây này. Đây là Zofi. Đấy, Zofi suối thế nên là thịt nó này. Wow. Cho em một miếng. Đây đây. Wow. Đây nhá. Đây, cho vào đây này. Có cuộn rau không? Rau này. Đấy. Mình cũng. Mời tất cả mọi người nhá. Mình ăn thử món Zofi siêu cay mọi người ạ. Không biết là cay lắm không? Mời tất cả mọi người nhá. Ngon lắm rồi. Tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời luôn mọi người ạ. Wow. Nướng kiểu này cá nó độ chín nó đều mà nó chín thẩm thấu, gọi là siêu kinh điển. Ngon nhỉ, thơm nhỉ. Cái nhưng cá này nó thơm, nó béo mọi người ạ. Ăn nó ngọt. Cay nhưng mà ngon mọi người ạ. Em phải ăn miếng không ra. Không ra. Nãy ăn miếng có ra. Ôi, ngon. Thịt ngon. Nó trắng như thịt gà này. Trời này. Cục này xúc cúc này xuống rồi. Chấm mắt nữa. Kéo mà lộn vọc ra sau nhá. Mê quá. Mê quá cái ấy. Mấy răng này. Ui. Mình vẫn thích thể loại cay này hơn mọi người ạ. Đấy. À, để em thử cái món bên này nhá. Món bên này à, mình đầu tiên mình phải ăn vắt ở trên mũ lưng thần trưởng. À. Chín đều không? Chín này ạ. Chín hết mọi người ạ. Này. Đấy, thấy chưa? Chín. Ui, ngon chưa này. Chà. Ngon lắm. Nhưng mà con này đáng nghe ra để thêm một chút nữa nó vàng thêm tí nữa thì ngon nhỉ? Ngon hơn. Ngọt lắm anh ơi. Con bên này nó ngọt hơn. Ngọt lử luôn. Sướng lắm. Ui chà. Không còn một cái từ gì diễn tả ngoài từ. Tuyệt vời. Đẳng cấp luôn. À.
Nó là con siêu cay này ngon mọi người ạ. Em lại thích cái món này. Món này đẳng cấp hơn anh ạ. Món này thì lại phải ăn như thế này. Đây nhá. Phần da này nhá. Phần da này là phần bên trên mọi người ạ. Đây. Đây này. Đấy thì giờ ạ. Thấy chưa? Wow. Ui. Đó. Ăn là phải ăn từ dưới lên trên. Ừ, thôi được. Ăn từ trên xuống dưới. Từ trên xuống dưới được. Rồi phần dưới nó chín hơn, cái độ cháy nó đấy hơn, thế nên là rất là ngon. Đó. Nhà mình đang nuôi lợn nhiều, thế nên là hơi nhiều khách mời. Ui. Mọi người thông cảm nhé. Ăn cái món khủng lồ này là mình, anh em mình thích ăn bốc tay mọi người ạ. Mà anh em mình tay rửa rồi. Wow. Tuyệt vời. Không còn từ gì để diễn tả nữa. Đúng rồi. Cuốn cái lá này này. Đó à. Trời. Ngon đấy. Trước giờ ạ, thì mình vẫn tâm đắc nhất, tất cả các món nướng đều mình tâm đắc nhất là những cái món úp nồi này, úp niêu, úp chảo, úp các thể loại. Đó. Úp ấy thì nó, cái lửa nó bao trùm ấy thì nó sẽ được chín đều này, vàng tất, tần tật mọi thứ này. Và cái thứ hai nữa là nó ngọt. Ừ. Với lại hình như mình làm quen cái món này rồi sao ấy. Món úp chảo, úp nồi ấy, thì nó không sẽ không xem được cái lượng đấy. Còn úp thùng phi của như anh em mình ấy, có anh thể ơi, mở ra xem đấy. Anh muốn thưởng thức đặc sản không? Mát à? Cái đầu nó. Cái đầu mát ăn xong gọi là quên sầu. Wow. Ngon lắm. Tuyệt vời luôn. Chà. Ngon chưa này. Béo ơi là béo luôn, cái mang mồm nó này. Mắt. Mắt đâu? À. Lõm rồi. À mất mắt. Đây. Đây. Ui gỡ được cái mắt này. Đây đây, đây anh gỡ cho. Ui trời. Mắt cá người đây. À. Ui trời của em. Cầm húp luôn đây lại còn. Cái đầu cá rô phi thì rất là ngon nhá mọi người nhá. À nói chung là cá rô phi là mình rất là thích ăn. Ngoài rán này, nướng này thì nấu chua tất cả đều ngon hết, mà đặc biệt lại cá rô phi suối, mà cái cá người mỏng mình ấy, không phải nuôi ấy, không phải cá nuôi ấy, thì nó ăn rất là ngon, cái thịt nó rất là chặt mọi người. Nhưng mà mình vẫn kết cái món siêu cay này hơn. Nó phải cay, nó phải tê. Đây, đấy, đây. Một siêu cay đây này. Em thì cứ phải ngơi. Đây. Wow. Tuyệt vời chưa? Wow. Siêu cay nó phải thế này. Anh ăn cái vân ốc nó chưa? Anh ăn cái vân ốc nó chưa? Ăn bao giờ chưa? Ngồi. Ngon lắm. Đây này anh ơi. Em xin phép phải cắt cơn anh cái vân ốc này. Wow. Em xin phép cắt cơm. Wow, tuyệt vời quá. Ngon nhỉ, ngon hơn, ngon hơn. Món này mà nướng khô thêm một tí nữa thì ngon nữa. Táo hả? Nó nhiều mà em. Cái đầu nó nhiều ốc luôn ạ. Hút, ui, ngợi lắm. Ngon, ngon. Hôm nào mà có dịp thì đấy mình sẽ làm hẳn con dê úp thùng, úp vào nồi thùng lục châu ấy mọi người, xong rồi đốt dê mà tẩm ướp gia vị các thể loại rồi nhá, xong rồi úp vào xông khói cả con, hoặc là úp vào thùng lục châu nướng cả con ấy. Trời, chắc là mình nghĩ là không còn gì để mà tả được chữ tuyệt vời. Cái chuông con này to lắm rồi, tí nữa anh em mình mang đi nướng nhỉ. Ăn nó thơm này. Có ai ăn thử chân cá nướng bây giờ chưa? Ngon lắm. Xong ăn nhai cái tủy nó. Mọi người muốn anh em mình làm món ăn theo kiểu gì nhớ comment ở bên dưới nhá. Anh em mình sẽ test thử cho mọi người xem tất cả các thể loại nấu nướng rồi kia. Riêng anh em mình ạ,
nói thật là đã làm ấy, là ngon thì bảo là ngon. À, nướng cá bằng thùng ấy, là nướng cá bằng thùng chứ không phải là đấy, cho ra ngoài xong rồi nướng xong rồi đến lúc lại bỏ vào thùng. Ui, đây là cá nướng thùng phi. No. Cho làm sao? Đấy là mất dạy, lừa dối khán giả. Anh em mình á, ngon bảo là ngon, không ngon ao tù vứt. Thì ngon, ngon thì bảo ngon, không ngon thì cứ khen ngon để làm gì. Đây này, đúng không? Cái món mắt này mới nhớ. Chứ không